như trên thấy được. Niệm Phật đạt nhất tâm, đạt là đạt đến. Công phu niệm Phật, niệm đạt đến nhất tâm bất loạn, người được vãng sanh. Phẩm loại khác nhau, trên tức thánh hiền, dưới đến phàm phu. Phẩm vị này của họ, chín phẩm đều có, từ thượng thượng phẩm cho đến hạ hạ phẩm. Niệm Phật đạt được nhất tâm, cho đến có thể phát một niệm tịnh tín, đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm niệm vị Phật đó, đều được vãng sanh. Hiện bày pháp môn rộng lớn. Trong xã hội ngày nay gọi là đa nguyên văn hóa. Không cùng quốc tịch, không cùng văn hóa, không cùng tín ngưỡng, không cùng chủng tộc, nhưng họ cùng một tự tánh. Cùng một nguồn cội. Cho nên lúc lâm chung, nếu gặp được duyên như vậy, ở trong sát na đó, họ thật có thể tin, thật sự muốn vãng sanh, thật sự niệm một câu A-di-đà Phật, không xen tạp mảy may vọng niệm. Đây chính là một niệm tịnh tâm. Một niệm tịnh tâm này, niệm A-di-đà Phật, đều được vãng sanh. Nhất tâm thật đáng quý. Hạng người thấp nhất, tức là ngũ nghịch thập ác, lâm chung phát nguyện chí tâm niệm Phật 10 tiếng liên tục, cho đến chỉ được 1 tiếng, khi hơi thở cuối cùng, lúc đó 1 tiếng A-di-đà Phật được khế lý nhất tâm, cho nên cũng được vãng sanh. Đây là nói lên công đức nhất tâm là tối cao nhất. Ở đây nói đến người thấp nhất là nói đến ai? Trước lúc họ chưa niệm Phật vãng sanh, đã tạo ngũ nghịch thập ác. Ở trước nói trong tam bối vãng sanh, họ là hạ hạ phẩm.
Nhưng loại người này vào lúc lâm chung gặp được bạn lành, vừa nhắc đến thì lập tức tin tưởng, lập tức phát nguyện vãng sanh tịnh độ. Chí tâm niệm Phật, hai chữ chí tâm này rất quan trọng. Chí tâm là gì? Là chân tâm, không hoài nghi, không xen tạp, gọi là chí tâm. Mười tiếng liên tục, thậm chí không kịp niệm mười tiếng, chỉ niệm được một tiếng, niệm một câu thì họ vãng sanh. Nhưng một câu này, một câu này lại khế lý nhất tâm. Đây là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Khế lý nhất tâm hiển bày công đức nhất tâm là tối cao nhất. Phật lúc đang thuyết pháp đã nói nhiều lần: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Ở trước chúng ta đã học qua chỉ tâm nhất xứ, chỉ của chỉ quán. Chúng ta đem tâm ngừng ở một nơi, vô sự bất biện. Người này tuy tạo ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung có thể đem tâm ngừng ở nơi A-di-đà Phật. Một niệm sau cùng, một niệm sau cùng không gì khác, hoàn toàn là A-di-đà Phật. Pháp môn tịnh độ trì danh vi diệu khó nghĩ bàn, ngũ nghịch thập ác lâm chung niệm Phật, ý hợp đạo diệu, khế lý nhất tâm, tức vượt sanh tử mà lên bất thoái. Sự bất thoái này là tam bất thoái viên mãn. Diệu là diệu ở chỗ nào? Ý hợp đạo diệu. Khế lý nhất tâm. Tám chữ này chẳng thể nghĩ bàn. Khế lý nhất tâm sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là thượng bối vãng sanh. Họ ở thế gian này là gì? Thế gian này là ngũ nghịch thập ác. Lúc lâm chung vãng sanh lại có thể là thượng bối vãng sanh, hiện ra pháp môn trì danh, phương tiện rốt ráo, chẳng thể nghĩ bàn. Đây là thật, không phải giả. Chúng ta lại xem đoạn sau. Niệm lão đã phân tích cho chúng ta, phân tích rất xuất sắc. Phía trên hai loại vãng sanh, một là tam bối vãng sanh, đều do phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Đây là tông chỉ của kinh này vậy. Chính là nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất của Tịnh Độ Tông.
đều là do phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm. Thứ hai là một niệm tịnh tín, một niệm vãng sanh, đều ở một niệm. Một niệm là thật tướng, là thể của kinh này vậy. Điều thứ hai này thù thắng hơn so với điều thứ nhất. Điều thứ nhất là tông chỉ của kinh này, thứ hai là thể của kinh này. Điều này hay quá. Một niệm này, một niệm là thật tướng. Một niệm này chính là tự tánh của chính mình. Một niệm này là bản tánh chân như của chính mình. Lý thể chân tâm, một niệm tịnh tâm là thể của tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề viên mãn. Niệm vị Phật đó chính là chuyên niệm. So với ở trước đã nói, nhất hướng chuyên niệm còn chuyên hơn. Nên biết nhất tâm tam bối cũng không nằm ngoài tông chỉ của kinh này vậy. Tương ứng với tông chỉ của kinh này, hiển bày ra tông chỉ của kinh này, nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất. Nhất tâm tam bối và nguyên tắc chỉ đạo cao nhất này hoàn toàn tương ứng. Pháp môn trì danh của Tịnh Tông, phương tiện rốt ráo chẳng thể nghĩ bàn.